Đấy, anh em giáo viên Việt Nam vừa xuống xe thì được đưa đến một khu cách ly ở Lào. Đây là khu cách ly. Đây là thầy Hùng đến từ Nghệ An, người sẽ ở cùng phòng với thầy Thuận. Xem đây là thuộc tỉnh gì nào. Đây là tỉnh Bô Ly Khăm Say. Tỉnh Bô Ly Khăm Say, huyện Khăm Cợt, bản Hùng Trần Lơn, phòng số 15. Đây là phòng giường đôi 120.000 một đêm. 120.000 là thành 240 tiền Việt Nam một ngày một đêm. 250. Và các thầy cô giáo của Việt Nam sẽ phải cách ly trong thời gian 2 tuần. Mới sang cho nên đồ dùng trong phòng đang rất là thiếu. Đây cũng là một cô giáo Việt Nam này đang đi mua đồ này. Phía trước khu cách ly là một ngọn đèn rất là lớn. Đây là khu cách ly. Không phải nhà cao tầng như Việt Nam nhưng mà cũng tương đối sạch sẽ, mát mẻ. Bây giờ thử lại xem các thầy giáo mua những cái đồ dùng gì để dùng trong thời gian cách ly. Thầy Phong mua nhiều thế. Thầy Phong mua nhiều thế. Cái này 15.000. À 15.000. Ăn nít ơi mà nhằng không? Khó tạc khương. Khó. Khó có. Khó có sữa. Khó có. Khó có. Tạc khương. Khó có. Tạc khương. Ăn này cập tệ. Anh Hùng ơi. Anh Hùng ơi. Đây này có dép đây này này, anh lại mua này. Dép bật rung cuộc à? Cánh nó là cái này. Có cọ tạc khương. Ôi pha xà lao nhạc lai. Nhạc lai. Pha xà lao ngài quá. Ngài quá pha xà Việt. Ngài quá không? Sầm lập con Lào ấy ngài. Sầm lập con Việt. Ôi, nhạc lai. Thấy đi thấy Việt nó. Việt là tô đằng sư Lào cái nhạc. Khiến tít 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 vào mình nhà vàng này. Bỏ khư, bỏ khư phát xà Việt nhạc lại. Anh đã lấy phao phao nương. Hít. Thầy Hùng lúc đi là vợ chưa trang bị dép cho nên bây giờ phải sang mua dép. Ai cạt dính dên nó, ai cạt đi nó. Để hỏi xem thử đôi dép này giá bao nhiêu tiền nhé. Đây là lá khá sau này nó. 92 phần. Ôi bia Lào xẹp. Bia Lào ngon lắm. À, tối nay họ nấu cơm cho ta ăn đây luôn hả? Đây là nhà bếp này, nhà bếp đang chuẩn bị cơm cho các thầy cô trong thời gian cách ly này. Năm con mình đã mà sủng ha đi. Hương khua.
เอากระบอกหูไม่เห็นมีอะไรเลย